Tạo hóa đã ban tặng cho đất Đồng Tháp những cánh đồng bát ngát và những đồng sen thơm ngát biến chuyển theo từng nhịp thở của thời gian. Không ai nhớ rõ sen đã bén đất Đồng Tháp từ bao giờ. Họ chỉ đơn thuần xem đó là quà tặng của thiên nhiên dành cho những người đi mở đất khi hạt lúa chưa thể thành cơm. Trong y học, sen được xem là loại dược phẩm quý. Củ sen có nhiều chất dinh dưỡng, nhất là protein và vitamin C, giúp tuần hoàn máu. Tim sen có công dụng thanh tâm, hạ huyết áp, cầm máu. Lá sen có công dụng an thần, chống choáng phản vệ, ức chế loạn nhịp tim. Những món ăn từ sen rất phong phú và được ưa chuộng từ giới quyền quý đến bình dân, không phân biệt sang hèn, giàu nghèo. Trong đó thì gà nấu sen có mùi đậm đà, bổ dưỡng, rất thích hợp để bồi bổ cho người lớn tuổi hay những người có thể trạng kém. Cô Mười ơi, cô cho con hỏi là nếu như mà mình muốn nấu một cái nồi gà nấu hạt sen á, thì mình cần phải có những nguyên liệu gì vậy cô? Thì mình đi ra chợ mình mua con gà mái về, cái mình mới làm cho nó sạch sẽ lại đàng hoàng đi. Dạ. Rồi cái mình mới chặt ra, chặt ra rồi mình mới để vô cái nồi, cái chả, cái thau á, mình mới ướp. Dạ. Ướp thì tỏi mình bầm ra mình phi. Dạ. Phi mình mới ướp vô, rồi nguyên liệu là cũng có gồm đường, rồi muối, bột ngọt. Dạ. Tiêu mình để vô. Rồi mình có nấu thêm rau củ gì không cô Mười? Rồi mình cũng có trang trí thêm là một phần cái củ cải này nè. Dạ. Mình làm bông nặng, mình trang trí vòng vòng cái dĩa cho nó đẹp. Dạ. Ủa cô ơi, nhưng mà bây giờ hạt sen trước khi mà mình làm thì mình phải lựa hạt sen hoặc là mình xử lý như thế nào không cô? Cái hạt sen này á, thì cái gương nó mà mình cái đầu nó phải cho nó già. Dạ. Cho nó hơi nám nám vậy nè. Rồi cái mình mới tách cái hộp ra. Mình lấy tách hộp ra. Tách cái hộp này nó ra nè. Dạ. Hạt sen sau khi lột vỏ, cần phải lấy tim sen để nấu không bị đắng. Hạt sen có chứa nhiều chất dinh dưỡng, protein, chất béo, canxi, phốt pho, sắt. Theo đông y, hạt sen có tác dụng dưỡng tâm, ích thận, kiện tỳ. Bây giờ mình để vô khoảng hơn nửa tẩu nước. Dạ. Cho nó băm thêm một chút rồi cái mình để gà vô. Dạ. Mình để gà vô mình nấu. Mình nấu khoảng chừng 15-20 phút vậy đó. Cái mình để hạt sen. Rồi mình để củ cải đồ vô. Rồi rồi mình nếm nếm nước cho nó vừa ăn. Rồi mình để củ hành đồ vô. Dạ, như vậy là chín rồi đúng không cô? Dạ. Cơm hay với bún hay sao cô? Cái này thì cái này là đúng ra thì nó ăn với cơm. Dạ. Hả, là mình muốn nhậu với bia hay gì cũng được. Dạ. Khi gà đã chín, dọn ra dĩa và trang trí thêm ớt và củ kiệu để ăn kèm. Gà nấu hạt sen nóng hổi, giàu năng lượng, hài hòa giữa vị bùi của hạt sen và vị ngọt của thịt gà. Dẫu nguyên liệu và cách nấu không quá cầu kỳ, nhưng hương vị dân dã ấy đủ làm ấm lòng bất kỳ những ai đã từng thưởng thức món ăn này. Nhất là du khách lần đầu đặt chân đến đất sen hồng Đồng Tháp. Thưa quý vị và các bạn, từ sen thì người ta có thể chế biến thành rất là nhiều món. Như hồi nãy thì cô Mười đã chỉ cho Nguyên Hà nấu món gà nấu hạt sen. Và bây giờ thì cô Mười sẽ chỉ cho Nguyên Hà nấu một món thứ hai. Một món ăn rất là dân dã nhưng mà rất là đặc trưng cho hương sen Đồng Tháp. Đó chính là món gỏ gà ngó sen. Nguyên liệu chính để có thể làm món này có thịt gà, ngó sen và cà rốt. Gà sau khi làm sạch sẽ đem đi luộc chín cùng với gia vị gồm có đường, muối và bột ngọt. Nước sôi rồi mình sẽ cho gà vô hả cô? Bây giờ nước sôi rồi mình cho gà vô nè. Dạ. Ngó sen cắt khúc khoảng 6cm, ngâm trong nước và chanh để giữ ngó sen được trắng và giòn. Nhưng mà ngó này thì mình lựa ngó sao thì nó mới ngon được hả cô? Cái ngó mà cái ngó người viết á, cái ngó mà cái đầu nó nhọn nhọn á là nó mới ngon. Dạ, đầu phải hơi nhọn. Còn cái ngó mà nó ra lá rồi là cái ngó nó bị già rồi. Dạ. Nó không ngon. Hết hai trái luôn đó. Ngó sen sau khi cắt khúc sẽ được trộn chung với cà rốt, nước mắm,
chanh, đường, bột ngọt, sâu răm. Thịt gà vừa luộc chín tới vẫn còn ngậm nước ở trong, đem xé nhỏ và trộn chung với ngó sen. Để giữ được độ giòn, đầu bếp chỉ khéo léo bóp nhẹ để các gia vị được thấm đều. Mỗi dĩa gỏi gà ngó sen phải có vị giòn giòn, chua chua của ngó sen, có vị của thịt gà và mùi thơm của mớ rau mùi. Tất cả hòa quyện vào nhau thay cho lời mời cơm hiếu khách của bà con Đồng Tháp dành cho khách phương xa. Ở Đồng Tháp, những món ăn từ sen được chế biến không quá cầu kỳ nhưng vẫn giữ được tối đa vị của nó. Trong sự giản dị, ta có thể thấy được sự tinh tế, hài hòa giữa sắc, hương và vị, đánh thức cả thị giác lẫn vị giác của thực khách. Những món ăn này cũng phản phất khí chất như chính con người Đồng Tháp, luôn luôn giản dị, mộc mạc và nồng ấm ân tình.